chào mừng toàn thể bà con anh em trở lại với video buổi sáng của cơ khí cà chảo Phú Hải. Chào đón một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và sức khỏe mới. Tiếp tục cho hai dàn cày phá lâm ba chảo cộng với lại bánh lồng cặp lốp và bừa lên đường phục vụ bà con anh em Thạch Thành Thanh Hóa, Thạch Quảng Thạch Thành Thanh Hóa. Sản phẩm này là làm cho anh Trường Đào Văn Trường, cầu Thạch Quảng. Ghét nhỉ, vừa mãi không sao, vừa mới lên video phát để gọi. Alo. Vâng. Trông nó gọi lại cho em nhé, em đang cầu hàng. Nhắn ở ngoài khơi. Cho con bé trước đi. Chim ơi, okay.
Nâng lên tí, mình nâng lên tí để nó kéo thằng này thôi. Rồi. Đâu vậy, nó có chung. Ok, tí gì gì nó vào bên đây. Qua bao nhiêu dãy dầu mà lại